Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Nó có thể với kênh của Văn Hóa Lazada. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành là sửa cái đồng hồ này nhé. Ngày hôm nay thì sửa cái cơ bản thôi, đó là thay luôn cái máy cái này. Không cần phải sửa nhiều, trước mình có rất nhiều video nói về cái mà sửa máy rồi. Cái nó phức tạp hơn, cái này thì dễ hơn và có lẽ là mọi người sẽ sử dụng nó dễ hơn ấy. Rồi, ok. Rồi, nguyên liệu thì chúng ta phải có đồng hồ này và có máy. Máy thì nó sẽ có hai phần, phần kim. Thường khi các bạn mua máy thì một số nơi họ sẽ bán kèm cả kim luôn, một số nơi họ chỉ bán máy không. Máy đây, máy này thì mình mua ở nước ngoài nhé, gọi nước ngoài cho sang, nhưng thứ ra mua ở Trung Quốc hoặc Shopee nó khoảng 10.000 một máy. Thì đặt hàng nó khá lâu, mình mua ở nước ngoài thì nó sẽ mất nửa tháng thì nó mới về. Còn nếu anh em mua ở cửa hàng điện đồng hồ ở ngoài thì nó cũng rơi rằng tầm 20-30, rẻ thì anh em mua được giá 10.000, nhưng mà toàn máy đều thôi. Cái máy này thì thứ ăn nó cũng đều lòi thôi mà, nhưng mà mình test thử dùng cũng được. Mình rất thích ở cái máy này, nó có cái đặc tính là máy nó không nhảy kim. Bình thường cái máy này khi nó cứ nhảy này nó sẽ kêu kích 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 kích, nó kêu tích 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 tích, nghe rất là khó chịu. Nếu mà để gần phòng ngủ mỗi đêm nó cứ tiếng tích 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 mất ngủ, mà nghe thấy đồng hồ nó không ngủ đâu. Cái máy này thì là máy trơn, nó sẽ quay tè, nó quay không có tiếng động luôn. Đây mình lắp thử cho mọi người xem nhé. Đây lắp thử cho mọi người xem. Đây khi mua thì cái này thì nó cũng tặng kèm chúng ta luôn là bộ ba kim, giờ, phút và giây. Dây này, giờ này và kim phút nhá. Mỗi độ cái này kim này về anh em phải doa nhé, mình dùng cái bút bi mình doa này cho nó rộng ra chứ không lắc vào máy nó cấn không lắc được. Rồi lắc vào này, giờ nó sẽ ở cái này, phút ở cái này và kim dây nó gắn trên này. Đây mình gắn thử cho mọi người xem này. Đấy, mình phải doa thì mới cắn vào cái răng này được. Kim phút này nó sẽ ở ngàn số 2. Đấy. Và kim dây nó sẽ ở đây, đổi cái lỗ này luôn này. Đấy. Đặc điểm của cái máy này, rất thích ở cái máy này là khi cái này này, mình lắp vào xem, nó sẽ không kêu tích 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 mà nó sẽ là máy trơn. Đấy, không có tiếng động luôn, có tiếng tách tách ở từng cái quạt của mình nhé. Máy trơn luôn, không có tiếng động, nên là nó sẽ yên tĩnh hơn. Đó. Mình phải tháo ra thì mới gắn được vào đồng hồ nhá. Đây ba kim này. Thực ra thì mình dùng kim của cái máy này luôn được. Đây ngoài ra nó còn cái này nữa. Tháo này ra này, nó có cái chốt ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thay luôn cho cái máy fintech này nhé. Đây, máy fintech này. Có tô vít thì tháo được mọi người. Cái máy này chắc mình sửa này, chạy được thời gian chết, tại vì nó bị vỡ cái nhựa rồi, thế ra cái răng nó không chuẩn. Dùng thời gian là kiểu gì nó cũng bị chậm giờ, chứ ra nó cũng chưa hỏng đâu. Thực ra là mình cũng đã gì nhỉ, thay Thạch Anh rồi đấy, nhưng mà vẫn không cải thiện khả năng chết DC. Đây tháo này thì anh em tháo này rồi, dùng luôn kim của nó cũng được mọi người. Đây dùng luôn kim của máy này cũng được này. Đó. Máy nào thì mình dùng kim của máy đấy.
Nó có một cái răng ở đây mọi người xoay ra này. Đấy. Mình sẽ ấn cái này nó ra này. Đấy. Cái máy này sao nó lỏng lẻo thế nhỉ? Đó kiểu như bắt chưa chặt đấy. Bắt có hai ốc. Rồi, nó máy vào thôi mọi người. Đây, mặt này cho ở đây. Mình cho mình dùng luôn cái ốc này của nó này. Không thì mọi người dùng cái ốc này cũng được. Đấy, dùng cái ốc nào cũng được. Đây mình sẽ dùng thêm một cái đai nữa này. Đai của nó nhé. Nếu mà không dùng cái ốc, không dùng bộ của nó thì anh em phải dùng cái ốc này. Chắc luôn. Đấy. Đi dùng luôn bộ máy của nó này, xoay lại thẳng này. Dùng kiềm xít đấy. Đấy. Dùng kìm để xiết. Đấy. Căn cho thẳng đấy. Rồi. Chắc lắm rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp kim vào thôi. Kim giờ vào trước này. Dùng luôn kim của đồng hồ cũ nữa mà mọi người thay sửa chữa nhá. Thì mình thấy là kim của nó bao giờ cũng đẹp nhất. Lắp pin thôi là chiến thôi. Mình lắp pin xịn nhá, Panasonic xịn luôn này. Rồi, bây giờ mình sẽ ốp kính vào thôi. Mọi người cẩn thận thì mọi người có thể lau qua kính này này, cho nó đỡ bẩn. Rồi, lắp kính này vào. Thank you.
gì cả. Rồi đây, thay xong rồi. Chạy phé phé luôn. Rồi, các bạn đã theo dõi video clip và thấy video hay nghĩa, các bạn nhấn like, subscribe ok. You don't give a damn about